Khi bàn mở tỷ số nhưng siêu sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo vẫn bất lực nhìn Đức ngược dòng thắng đậm 4-2. Đức và Bồ Đào Nha cống hiến trận đấu hay và nhiều bàn thắng nhất vòng chung kết Euro 2020 khi có tổng cộng 6 bàn thắng được ghi. Tuy nhiên, Đức mới là đội giành chiến thắng 4-2 nhờ màn lội ngược dòng xuất sắc. Ngay ở phút thứ 15, Ronaldo đã khiến sân Allianz Arena phải câm lặng với bàn mở tỷ số từ vị trí đệm bóng rất dễ dàng sau đường truyền như đập của Jota. Tuy nhiên, lợi thế đó duy trì không được bao lâu khi họ để thua 4 bàn thắng liên tiếp. Trước khi xem clip, các bạn nhớ nhấn đăng ký và bật thông báo để ủng hộ cho kênh tụi mình nha. Một trong những yếu tố làm nên sức hấp dẫn vô hạn của bóng đá chính là sự bất ngờ và kịch tính. Mặc dù bị dẫn trước, thế nhưng rất nhiều đội bóng đã tạo nên được kịch bản hấp dẫn khi đảo ngược tình thế của trận đấu. Vì thế hôm nay hãy cùng chúng tôi đến với những màn lội ngược dòng ấn tượng nhất năm 2021 các bạn nhé! Với 8 bàn thắng, trận đấu giữa Tây Ban Nha và Croatia ở vòng 16 đội chính là cuộc đối đầu có nhiều bàn thắng nhất Euro 2020. Sau sai lầm ngớ ngẩn của thủ thành Unai Simon, Croatia sớm vươn lên dẫn trước ngay từ phút 20. Thế nhưng với sức ép tấn công khủng khiếp, Tây Ban Nha nhanh chóng đảo ngược tình thế với 3 bàn thắng của Sarabia, Aplicueta và Ferran Torres. Cầm vàng lại để vàng rơi, chỉ trong 7 phút cuối trận, Croatia ghi 2 bàn để đem trận đấu về hiệp phụ. Tận dụng thể lực đi xuống của đối thủ, đoàn quân của Luis Enrique cuối cùng cũng kết liễu được trận đấu và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 5-3. Euro 2020 đã có một trận chung kết trong mơ giữa hai tên tuổi lớn là Anh và Italia. Và trận đấu cuối cùng tại giải đã không khiến ai phải thất vọng với một kịch bản vô cùng hấp dẫn. Phút thứ 2, Luxor khiến sân vận động Wembley nổ tung với bàn thắng đưa Anh vươn lên dẫn trước. Thế nhưng với tinh thần quật khởi, Bonucci ghi bàn từ một tình huống lộn xộn và kéo hai đội vào hiệp phụ cũng như chấm penalty. Ở đây, ba cú sút cuối cùng của Rashford, Sancho và Saka đều thất bại và đành nhìn tuyển Ý nâng cúp ngay trên sân nhà của mình. Mặc dù có sự tỏa sáng của lão tướng Ibrahimovic, thế nhưng Milan đã bị AS Roma cầm hòa ngay trên sân San Siro với một kịch bản siêu kịch tính. Đầu tiên, AC Milan chỉ mất 2 phút để mở tỷ số sau pha dứt điểm cận thành của Ibra. Thế nhưng cũng chỉ 12 phút sau, Di Zecco đánh đầu để gỡ hòa. Kể từ đó, mỗi đội thay phiên nhau ghi bàn. Trong đó có tới 2 pha lập công từ chấm penalty và kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 3 đều. Trận đấu mở màn của bảng C Euro 2020 giữa Hà Lan và Ukraine đã diễn ra với một kịch bản hấp dẫn mà khó ai có thể tưởng tượng ra được. Đến phút thứ 60, Hà Lan đã vượt lên dẫn 2 bàn nhờ công của Wijnaldum và Weghorst. Thế nhưng sự chủ quan ở hàng phòng ngự đã khiến cho cơn lốc màu da cam đã phải trả giá khi để Ukraine cân bằng tỷ số chỉ sau 4 phút. Tưởng chừng như hai đội sẽ phải chia điểm thì Dumfries tỏa sáng đúng lúc với pha đánh đầu hiểm hóc để ấn định tỷ số 3-2.
không chỉ có kết quả bất ngờ nhất, cuộc chạm trán giữa Pháp và Thụy Sĩ ở vòng 1/8 còn được coi là trận đấu có chuyên môn rất cao tại Euro 2020. Mặc dù bị ghi bàn trước, thế nhưng những ngôi sao tuyển Pháp đã nhanh chóng lập lại trật tự khi dẫn 3-1 tới phút 75. Thế nhưng sự chủ quan của thầy trò huấn luyện viên Deschamps đã tạo điều kiện cho Thụy Sĩ cân bằng tỷ số ở những phút cuối cùng. Bước vào loạt luân lưu, Mbappe là cái tên duy nhất xuất hỏng khiến nhà đương kim vô địch dừng bước ngay từ vòng 16 đội. Đều không vào sâu, thế nhưng Dortmund và Sevilla đã tạo ra trận cầu kịch tính nhất tại Champions League mùa giải vừa qua. Ngay từ phút thứ 7, Suso đưa Sevilla vươn lên dẫn trước bằng một pha xử lý đẳng cấp. Thế nhưng nhờ sự xuất sắc của Haaland và Marco Reus, đội bóng nước Đức vươn lên dẫn trước 3-1 ngay trên sân đối thủ. Những nỗ lực của Sevilla sau đó chỉ được đền đáp bằng pha rút ngắn tỷ số xuống còn 3-2 của Luis De Jong ở cuối trận. Sang đến trận lượt về trên sân Signal Iduna Park, cuộc đối đầu giữa Dortmund và Sevilla tại vòng 16 đội lại diễn ra kịch tính không kém trận lượt về. Haaland vẫn là ngôi sao sáng nhất bên phía Dortmund khi ghi cả hai bàn để đưa đội nhà vươn lên dẫn trước. Sự cố gắng của Sevilla chỉ giúp họ cân bằng tỷ số ở trận lượt về nhờ hai bàn thắng của En-Nesyri và chấp nhận bị loại với tổng tỷ số 5-4. Chịu thua 2-1 trên sân của Porto ở trận lượt đi, Juventus buộc phải giành chiến thắng trên sân nhà để nuôi hy vọng lọt vào vòng tứ kết. Không phải Ronaldo, Chiesa mới là cái tên chơi hay nhất của lão bà với cú đúp bàn thắng. Xen vào đó là pha lập công của Taremi ở phút 54, hòa 3 đều sau 2 lượt trận khiến cho trận đấu phải tiến vào thời gian hiệp phụ. Bị thủng lưới ở phút 115 khiến cho bàn thắng 2 phút sau đó của Rabiot không còn ý nghĩa và bị loại vì luật bàn thắng sân khách. Đúng với cái tên bản tử thần, đội tuyển Đức suýt chút nữa đã bị loại dù chỉ phải gặp Hungary ở lượt đấu cuối. Ngay tại sân Allianz Arena, Hungary vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Salay. Khó khăn lắm mới có bàn gỡ hòa ở phút 66, chỉ 2 phút sau Hungary tái lập thế dẫn trước 2-1. Đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng, bàn thắng vàng của Goretzka chỉ 6 phút trước khi hết giờ giúp Đức thoát cửa tử và lọt vào vòng trong với ngôi nhì bảng. Được đánh giá cao hơn Colombia rất nhiều trước khi bước vào trận đấu thuộc khuôn khổ vòng bảng Copa America 2021. Thế nhưng Brazil đã phải trải qua 90 phút cực kỳ khó khăn. Ngay từ phút thứ 10, lưới của Selecao đã rung lên. Thi đấu cực kỳ bế tắc, phải đến gần cuối hiệp 2, Brazil mới có bàn gỡ hòa nhờ pha lập công của Firmino. Thế nhưng kịch tính chưa dừng lại ở đó, phút 90-10, Casemiro ghi bàn sau cú đá phạt góc và hoàn tất cuộc lội ngược dòng kịch tính.
Có thể nói bất kỳ fan bóng đá nào cũng muốn được theo dõi những cuộc lội ngược dòng hấp dẫn như vừa rồi. Nếu thấy video hay, hữu ích, hãy like, share và subscribe cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video mới nhất.